Đi hái đoàn nhãn lồng. Đi hái đoàn nhãn lồng không cầm gì theo đựng gì. Bịch nè. Anh biết đường đi đâu điên mình vậy? Biết chứ. Thăm khám tình hình hết rồi hả? Anh xin chào cả nhà. Thì bây giờ bắt đầu mấy anh em mình sẽ đi làm ẩm thực. Anh Tùng nói anh đi vô anh biết đường rồi, giờ anh đi hái đoàn nhãn lồng rồi. Rau muống quá trời còn hái rau nhãn lồng nữa. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Giờ là mấy anh chị em mình xúm nhau làm cá. Giờ là dữ lắm món rồi không biết luôn. Rồi cái này hồi có làm không? Cá lồng tông làm gì chị Trúc? Kho lồng tông hả? Kho éo. Kho giống hôm qua nữa phải không? Kho tóp mỡ. Kho giống hôm đúng hôm rồi. Qua. Ừ. Kho tóp mỡ. Rồi. Này nấu cơm bằng cơm củi. Củi không? Dạ. Cơm cháy. Còn anh muốn nấu canh mướp với bột ngót hả? Không có, nấu gà nấu đu đủ non. Gà này phải không? Dạ, không không. Dạ, dạ. Anh Tùng với chị mấy anh chị đem xuống hai con gà đang ở nhà, một con bên đây, con bên đây nữa. Con trong nhà. Đi làm con này. Tại con bên đây làm rồi. Vậy là làm con đó hầm với đu đủ. Gà nấu đu đủ, cá lồng tông hơ tiêu, rồi rau muống bắp gỏi. Rồi cá thì làm gì, cá chết thì làm gì? Thì như phiên bản nãy đó, ớt sầu mướp đó. Ớt sầu mướp. Dữ lắm mướp nghe quý vị. Ba con ớt sầu mướp. Rồi cá chê, đòn cua, đòn nữa nè. Chuyện qua mấy anh chị bẻ trái chín ăn rồi. Bây giờ còn trái này chắc hầm gà được. Hello anh Trung. Anh Trung đang làm gà. Đây nè, đây nè, đu đủ nè. Hai anh em mình là có người có gà, người có đu đủ hùng được. Tiếp tục săn bắt xong mình sẽ quay trở về với gian bếp của mình. Chào cả nhà. Ông Sáu mặc cái áo bước xuống tới trời mấy anh mấy chị giật mình chứ. Trời. Có chị Oanh vậy nè, chị Oanh gì kìa. Trời. Họ mưa tạt mặc áo cho nó ướt cho bạn. Còn con cái để trong bụng. Dạ. Mấy mình anh không giật mình. Chị gì chứ anh coi mỗi ngày mà. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cơm trưa. Rồi mấy anh chị sẽ thưởng thức cơm trưa là ở đây chơi tới chiều luôn. Tới chiều luôn mới quay về. Rồi, ông Sáu giới thiệu món. Giờ gà mình hầm xả đi, hầm xả để đủ. Ớt thì xào với mướp. Còn cá lồng tông thì kho tiêu đi. Cá lồng tông này hay để con kho cho. Ngày hôm qua mới kho quay rồi, bữa nay khỏi qua để con quay cho. Còn cái món này anh chút xíu anh Thành anh làm. Còn ông Sáu thì sẽ làm gà hầm xả với đu đủ. Bà nãy có vài cái đống rơm bỏ vô luôn được không? Được. Được ha. Vậy kia trong tủ lạnh đó nha. Tính sáng mình nấu đồ ăn sáng cho mấy anh chị á, nhưng mà sáng mấy anh chị ăn mì gói với thịt bò cho nên là không có nấu. Ăn dặn xưa gì chắc này nấu này ăn mới ngon. Dạ có mấy chủ, này dám nửa ký. Cái này ngày qua mua nửa hơn nửa ký luôn á. Gọt luôn, đưa vô gà hầm xả luôn. Đưa vô gà hầm xả luôn cho nó tăng thêm độ ngọt. Gọt liền. Rồi bắt đầu mình chuẩn bị chặt gà. Tôi muốn bắp sỏi. Bắp gỏi. Đây là bên cái nồi bên đây là mình nấu cơm. Còn bên đây là bắt nước. Nó có màu mình thấy vậy thôi chứ nó cứng lắm á. Đủ không? Đây là nồi cơm nha cả nhà. Cơm mấy anh chị muốn ăn cơm trái cho nên mình nấu củi và đốt cho giữ hằn lên. Còn cái nồi này để chút xíu ba nấu cái món gà. Dữ lắm sao rồi, con đứng con kho cá mà con nghe cái mùi xả. Tiếp tục hai chảo cá kho tiêu rồi cả nhà. Nước dữ thần nhiều ta. Ôi nước này dữ lắm nhiều mà ngoại ơi.
múc cho bớt đi. À. Hơi nhiều. Ờ, họ để đủ gì nữa chứ, phải chạy luôn đấy. Ở cái thao đó nhận vô múc rồi luôn. Được đó hả? Được, xong được đó. Nước nóng nè. Nước này ống lửa nữa. Được rồi phải không? Để đủ vừa. Đủ với 5 rơm nữa là vừa. Đủ với 5 vô nữa là vừa đó. Nhập rồi đó. Mình nấu cái xả, bữa nay ông xả không có bằng xả. Để xả khúc luôn cho nó thơm thôi. Cái ớt này mình cho hành tím với tỏi băm như thế nha. Ướp một chút xíu hạt nêm. Em chưa ra rửa này. Rồi chút xíu mình sẽ xào với mướp. Đây. Ớt mình sẽ xào với mướp. Chưa có tiêu. Để tiêu luôn đi. Kho xong hai chảo cá rồi, bây giờ làm ớt xào với lại cá chiên. Cái này chưa bỏ tiêu. Món ăn quyền hội. Hai món. Ngày qua ăn không giờ bữa nay ăn nữa. Đây rải tiêu lên luôn. Rải tiêu mà. Rải đây 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 rải tiêu lên. Bên đây chiên cá, bên đây xào. Chiên cá xạo quá ba. Có cái cắt không ba? Kìa kìa đó, kìa kìa cắt chiên giá dao đó. Ăn cá chê chạy, ăn này phải dăng đó. Không có chê chiên phải dăng. Cái nồi nghe thơm dữ lắm rồi nghe ba. Tính xương xương là nãy giờ 4-5 món. Ba con ớt làm nên xương nhạt luôn. Đây cái nồi ớt chặt ra xong rồi ớt. Nãy hàng ớt hành tỏi với miếng hạt nêm mà. Nhà mướp mới cắt nó ngọt dữ lắm. Cái đi có gì chút con há thêm gì vậy? Thằng này để xào chứ đâu có. Thằng này để qua xào. Dạ gì không? Dạ. Trời nó chuột mà ở đâu ban đêm chạy đùng 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 á, ban đêm mình ngủ rồi nó tự do mà quậy. Cho nó vừa chín thật bỏ bút cho nha cả nhà, bút ngoại quá trời.
thôi. Chào cá các mẹ săn lại mình đi ha. Dễ dàng. Giờ bập bập chút gì còn có lỗ. Thôi em né né ra xa cho chắc chắc ăn. Ồ, cái chảo đó hơi bé không chị ha. Này cái chảo lên. Muốn hơi vậy đó chứ hơi ra nước không. Ai da. Rồi, chết rồi. Còn ta đây từ đây người ta rê qua cái chảo này rồi qua cái mọi thứ luôn. Cho nó sôi. Chảo bị nhỏ rồi, hồi nãy chảo rồi, cái chảo có quay. Tại sẵn cái chảo này ba để đây cái con lấy luôn rồi, nó có dầu sẵn chảo. Sao nó sôi chút nó xẹp gì? Cá chiên một xíu rồi trở về được. Lấy cái nắp chậm lại á, chút nó xẹp liền. Cái nắp này nè, cái nắp này nè. Sao ba gà của ba mềm cho ba? Mình để đu đủ non nó vô cho nó mau mềm đó. Vớt bọt nó nữa rồi đưa nó vô được rồi. Ốc vô dĩa ốc. Ồ, mấy trái mình nhanh nè. Chắc nhỏ. Dạ, dạ ơi. Cái chè được chưa? Chưa, mấy con bề. Cái chè. Này bên đây sôi nữa. Đó. Ồ, ra nước. Chín luôn rồi. Rồi. Xong. Còn bữa nay mình làm 3 món luôn. Còn 2 con cá chê. Nồi con sáu được chưa không biết. Dớt. Được rồi. Nồi con sáu bây giờ sẽ dớt mấy cái xả được. Dớt đồ đủ là bỏ vào cái tàu đi. Xả rồi đó. Rồi, hết đồ đủ rồi đó. Đưa nấm vô đi. Nấm vô. Không gì được, không cần ai hết nữa. Để quay nó mới có mềm. Ra dĩa được món, hai món rồi. Cá kho tiêu rồi, ớt xào. Còn cá chiên. Cá chiên này hồi để nước mắm vô cái bóp, ăn với con muốn bóp gỏi. Còn giờ đợi cái món gà. Hồi xưa nấu cơm á thì sợ cơm cháy, còn giờ kiếm cơm cháy ăn. Chào con cái giá không? Múc ra nước dữ rồi. Múc ra nước. Cái này cho nó chín đu đủ với lại nấm là được, cái thịt gà nó chín. Còn món gà của ông Sáu, gà ông Sáu múc lên chín chưa? Nước mắm này mình để vô. Đúng rồi, nước mắm này ngọt chắc. Ráo nước mắm mặn rồi. Cái này bắt lên bếp một cái Úc, cho nó xèo cái hạnh đó. Nước gà. Đậy bạn. Anh Tùng anh quảng bá bông lúa ông Tháp thấy sợ luôn. Quả. Nhân lòng ta ngon, nhân lòng bi đi. Thấy chưa? Thái với bà la người ta. Hai lần. Bận lục đó giờ hai dĩa bao hay không? Ghé đủ chưa? Đậu thì còn đợi. Ơ cha mẹ mình. Ngon mà ngon. Còn cá. Cơm cháy rồi nữa nha. Em không biết có cơm cháy không, nghe nãy em nấu mà em cũng đốt dữ lắm đó. Cái thố nước mắm. Cái thố nước mắm với bà. Đi, thố nước mắm đầy. Không đâu mà cái này qua cái nào. Này chế cho luôn hả? Từ từ, từ từ. Nào ăn rồi. Rửa đi chị. Rửa đi. Qua đây nè, rửa đây trước nè.
cá chiên giòn, nước mắm chua ngọt, dầm ra ăn với rau muống bớt. Trời ơi. Trời ơi, hôm nay lại sai nước rồi. Cười em ha. Em nói vậy xong cái mấy anh chị coi clip hỏi trời ơi uống được nhiêu mà sai. Được chưa? Còn, thấy miếng, còn bên kia còn như đỏ chưa? Đó, thì chút xíu cho mình xẻ nó ra. Chị nó. Cô ai? Cô bà. Cô tôi chị tôi. Chị nó dài lắm đúng không chị Linh? Nó dài á. Cái chị cái chơi rồng. Con nghe nè. Con này cái gì hai tuần hả anh Thảo với chị Linh hai chắc mệt rồi hả đi nhiều mệt không thôi cái rô để nguyên đi đừng kẻ khẽ con này hả chạy cái rô xẻ ra luôn cái rô khỏi xẻ cái rô ăn nguyên con đi thôi chạy cho ngượng nửa con để nó trong mà cái này là mình đi săn bắt về có cái gì là mình thưởng thức cái đó thì bởi vì em phải đãi anh cái đặc biệt cái cất công anh từ Long Thành anh đi vô đây anh Thảo bữa vô bơm cho nhà bạn uống rượu bưởi bưởi hả uống lên men luôn có biết cái bưởi thì em biết rồi rượu bưởi em có biết nhưng mà cái thanh long này em mới thấy nè rượu nói chung là mấy cái loại trái cây á người ta đều làm rượu được hết á nước ra để mình ủ lại cho nó lên men hả dạ có cái á thì mình phải lên men còn có cái là mình cho trực tiếp vô rượu cốt luôn là nó sẽ tự chiết xuất ra luôn chén đổ vô quanh rồi mọi người kiểm chén cho biết mà lên màu đẹp dạ cái màu hơi lông được cái chén ra hai cái chén bạn hai được rồi nhiều quá lông trắng cái đâu ra màu gì có làm cái bột đỏ nó đúng rồi đẹp quá thấy là muốn uống này em không có được sáu món thiệt cái nghe cả nhà chứ không có nói giỡn đâu á là em không được quyền uống mày muốn tao cho mày hỏi đây không luôn không dám đâu giờ nó nói để tôi ăn cho nó xuống thì tôi không uống để ăn này không uống giờ không ai ép trong đứa sáu giờ không ai ép tôi chi ăn rồi có lời thêm cho nên mà ăn không chị có giơ tay lên chị đó, cái dĩa cá nó sao tôi mà cố luôn ở dù gì vậy? Cái dĩa cá nó sao mà cố luôn gấp không có tới gì chứ tôi gấp không tới đẹp không cháu là đẹp. Chiều nay nó đẹp. Có mặt ở Long Thành nha đẹp. Ông ơi trời đất ơi thánh thằng ơi nhưng mà cái tiếng ông sáu nói có nghe hay ông nói nó giòn giòn mình nói bắt trước sao hay nè mọi người sửa mấy cái bên đây lại sao cho mọi người ngồi cho nó thuận tiện nha anh Nguyễn bữa nay anh Nguyễn anh có công việc rồi anh không có tham gia đâu ra kè cho tôi bên đây còn trống nè anh làm gì chỗ này chỗ của em mà sao đâu đi được cái dĩa bệnh để qua bên đây cái dạ ưu tiên cho phụ nữ đi còn ghế nè có được không có đủ chưa bữa đầy dữ hả ăn đồ ăn thôi mà cơm này đảm bảo khô dẻo ngon cực kỳ chén đũa chưa đủ nấu cơm củi ở đây đầy chén đũa ấy dùm này đổi này qua đây tưởng tượng như uống rượu vang vậy thường thử biết rồi vậy ngon mà lâu rồi có gì đâu ngon mà ngọt à đây không em Thảo thôi rượu rồi quên trong đủ rồi dương ly hả ngon quá ngon quá em thích uống lắm luôn mời cả nhà ăn cơm mời cả nhà ăn cơm trưa cả nhà ơi mời cả nhà ăn cơm mời cả nhà lai rai vừa ăn cơm vừa lai rai luôn cơm đồng quê 6 món cơm đồng quê 6 món rồi đặt tiêu đề clip luôn 6 món bây giờ mãi nhãn cơm món rồi muốn này mình sẽ ăn trước cái này, này mình đổ bê tông trước đây ha rồi mình lay ra vẹt cá qua vẹt cá qua cho anh chấm vẹt cá qua bên đó nè nó muốn nha nó muốn bóc gỡ đó chấm vô món này chết này giờ bữa nay đổi thợ kho cá nè mọi người bên đây mình có 4 người mà ăn nhiều như vậy bên bê tông quá trời trời hết chút nữa sàn qua anh Thảo họ hết là hết bên đây còn bên bản đây anh Tùng lấy cái muỗng á cái thịt tiêu á xúc vô qua nay rồi xúc vô cái đó anh Tùng nó có khó xúc thử cái coi nào nguyên mẫu mày rồi Giang ở bên đây nè để bình tĩnh mấy ông ăn bên đây mình thôi này kẹo nèo anh đó đúng cảm ơn thịt tiêu nha ngon nha cái này rau rau luộc chấm vô đó cũng được gỏi rau muống chấm cũng được đó đó muống bệnh đó bệnh bên đó vậy cái ớt ngon muống coi muống coi chấm muống rất là ngon muống ngon quá ngon
giòn mềm. Mà nhưng mà chấm không, chấm chơi sao quá. Chấm lên. Chấm bên đây đi. Ý là nó thành cha mà ăn như không gì. Lâu lục thanh vàng ha. Ngon lắm. Quá ngon. Đây là thằng làm ngon à. Một mình 6 món mình nên em làm 5 món rồi. 4 món à. Quên luộc rau chút luộc. Để cho một người một cái có một cái phòng vị nó khác nhau. Thử mình gà thôi, gà này có mềm 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 chứ nha. Không động đâu. Gà dạ. Không chặt không dính được. Dạ. Vô hai chị vô chút không uống hả? Không ngon á, ngon lắm. Uống cho chị mượn muỗng. Muỗng muỗng ngon không? Xúc cá kho vậy. Xúc cá chị quanh xúc cá. Đó là đổ bê tông vừa xương xương hả? Mời cả nhà lên đây. Mời cả nhà ăn ly rượu Thanh Long nha. Vô vô vô. Mời cả nhà, mời cả nhà. Nay mình máy gặt đập liên hợp luôn. Giang pha lọc mà pha đậm quá thì nó ngọt. Mấy mình uống rượu quá thì không không thích nó ngọt quá. Ngọt gì được rồi, gì được rồi. Cái này ngọt lắm nè. Nguyên chất mà. Theo nguyên chất mà. Cái này có pha chứ pha rượu chấm vô rồi. Để nguyên chất ngọt. Dạ muốn là thật giòn gom luôn. Bắt về được gì làm hết cả nhà, chỉ có mấy con cua chừa lại. Không, cái này ngon. Cua để đó vậy đó. Ha. Ngon ngon. Cua bắt cực lắm. Kẹp bấy tay hết á. Mò kẹp bấy tay thôi. Có bắt cua không mừng như bắt hết vậy sao? Nó thành quả không? Vậy chứ anh bắt con cua nó kẹp bắt ớt đâu có cắn đâu. Coi lắm rồi. Bắt cua khó hơn ớt đó trời. Có đẹp không? Nó đúng rồi, nó đúng rồi đâu thế. Nói đây có bao nhiêu khán giả là nghe chứ không phải. Đúng không? Nó vậy đâu được đúng không? Đúng không? Đúng vậy? Dạ đúng rồi. Dạ đúng. Diễn xong nè. Có biết sao không, anh hẹn rất là nhiều bạn bè của anh coi clip của anh mà. Cái tội này cao quá, người dạo quá là chạm. Tới rồi. Được đó. Tới không? Tới không? Tới không? Không tới em bò tới. Cái ớt mà. Ớt nè Linh. Hết sao mướp à. Cái hàng cái này kho cái này mới kẹo nẹo nè. Thử này vô xếp. Thánh hàng ngon quá. Thánh hàng nó ngon quá. Bắt chữ còn 6 cầu đó hoài luôn. Chết dành cái cầu đó rồi. Đem về chợ sử dụng luôn. Khách hỏi mua gì cái hết cái chợ. Thánh thằng ơi bữa nay hết cái này rồi. Cá trê, cá rô chiên xù á anh Tùng. Trê cá lóc nữa, bên đây có con cá lóc chiên xù, cá mè. Thảo đang ăn cá lóc nè, thấy không? Đúng rồi. Chung là cá tươi hết á, cả nhà mình bắt về là mình làm liền hết. Ngon quá, không thần lại ngon quá. Thanh nước mắm vậy ha, ngon vậy. Không sao hết. Hết luôn rồi. Hết mắm mà. Được rồi. Chém hả? Đút vô cá. Rút vô cá. Lên chắc giờ kẹp với cá kho tiêu. Cái lô tù nè. Cái lô tù nè. Anh Thành không nói gì luôn trời. Đang say mồi rồi. Không nói một lời gì luôn đó Thành. Đang tập trung. Nó quen cái Thành ăn ít nói lắm. Dạ. Đâu. Vô. Thành nó tập trung chuyên môn. Không đủ hai chị bánh rơ vô luôn kìa. Mà hai chị vô. Mời. Mời vô nè. Anh Trung bữa nay lái xe cho nên là không có được uống. Ăn cho.
Linh mới khen vậy Linh. Rượu hả? À. Cái giòn này cái giòn. Cá nào cũng ngon. Không được. Dạ. Cá ngon này lấy cái muỗng xúc. Cá này cá muỗng. Cắt cái đó hết luôn đi chị Oanh, còn nhẽ gì nữa, cắt đi. Nó dài lắm. Nó dài thiệt chứ. Cắt ghê. Cái trắng dài. Đồng nãy là ngàn đồng đỏ. Anh nói đồ mắc dữ hả? Đồ mắc dữ. Mình thấy rằng lòng ông hù mình chứ mà gần 1.000 đồng đỏ. Đẹp không? Điện đây. Cái đuôi. Cái đuôi cái chơi giòn. Này biết nhiêu đọc hả? Cả nhà. Đúng rồi. Gần biết nhiêu đọc. Chị Oanh với chị Linh. Cơm trái. Đó nó vô nè. Đó, kẹp giống quạt à. Đúng rồi, kẹp giống quạt. Gửi đậu phộng thôi, đậu phộng hành phi gì đó. Gửi thôi, còn tỏi ớt để phi mẹ gửi. Cảm ơn qua nha quý vị. Anh vô tép mở vô. Cuốn lòng đông vô cơm trái. Cá phải kẹo luôn, cá kho kẹo luôn. Đúng rồi. Rồi. Mang. Mang. Miếng ớt. Ớt mày giật giật à. Hơi bị ngon nha mọi người. Ngon lắm nha mọi người. Nè, coi chút ăn ngon, xuất sắc luôn. Nè. Bóp đã. Từ ngon vậy. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá anh ơi. Chỗ có coi không? Sao lấy cá ít quá vậy? Chưa, từ từ nó đổ. Hành phi bao nhiêu quá? Hành phi 70 á. Hành phi 70 á. Anh Tùng ăn cơm trái không? Để em xếp. Ngon lắm. Anh Thảo nữa kìa. Để gì dứt à? Mọi người sẽ tiếp tục ăn cơm, mình cũng xuống ăn cơm nha cả nhà. Chúc cả nhà một buổi trưa vui vẻ, hẹn gặp cả nhà vào clip sau. À quên nữa. Xong bữa cơm này thì team của anh Tùng, chị Trúc, chị Linh, anh Thảo với chị Oanh với anh Thành, anh Trung sẽ về lại Đồng Nai tạm thời chia tay buôn lúa Đồng Tháp. Em thay mặt gia đình cảm ơn anh chị đã ghé thăm team, đã ghé thăm gia đình buôn lúa Đồng Tháp. Chúc anh chị về thường lộ bình an, công việc thuận lợi. Dạ. Chào cả nhà.